Thánh Alberto cả, giáo mục, tiến sĩ hội thánh, sinh năm 1206, mất năm 1280. Thánh Alberto là một người thuộc thế hệ đầu của dòng Đa Minh, dòng được thành lập năm 1216. Ngài góp phần lớn trong những tiến triển quan trọng về trí thức trong thế kỷ 13 và Đức Giáo Hoàng Pio XII năm 1941 đã đặt Ngài làm thánh bảo trợ cho những ai say mê nghiên cứu các khoa học tự nhiên. Ngài sinh tại Sabia, nước Đức, có lẽ vào năm 1206, là con trưởng thuộc một gia đình quý phái trong binh nghiệp gia đình Polat. Điều người ta biết rõ về người thiếu niên Đức này là lòng yêu thích nghiên cứu học hành và thiên nhiên. Khi thì Ngài học với thầy dòng Benedicto, khi thì Ngài lạc lõng trong miền quê, say mê quan sát cây cỏ, khám phá các loại cây, và để cho năng khiếu chín mùi trước cảnh sắc của tạo hóa. Cuối cùng, Alberto đã bỏ rơi truyền thống hiệp sĩ của gia đình. Một người cậu đã dẫn Alberto tới Bologna để hoàn tất việc học hành. Ngài nghe một bài giảng của chân phước Giordano miền Save thuộc dòng Đa Minh và cảm thấy được Chúa gọi, nhưng lại ngập ngừng vì mới 16 tuổi. Ông cậu muốn Alberto quên đi ý tưởng này, nhưng ở Padua, Alberto gặp lại chân phước Giordano và sau một cuộc đàm thoại đã nói với Ngài: "Thưa Thầy, ai đã tổ lộ lòng con cho Ngài?" Từ đây, không ai ngăn nổi ơn kêu gọi của Alberto nữa. Ngài vào nhà tập, dòng anh em giảng thuyết. Lời cầu nguyện của Ngài diễn tả một ước muốn sống tự thoát: "Lạy Chúa Giêsu Kitô, con kêu lên Chúa, xin Chúa đừng để cho con bị quyến rũ bởi những lời hão huyền về danh giá gia đình, về uy thế của dòng tu, về sự lôi cuốn của khoa học." Dưới ánh sáng chân lý Ngài đã tuân theo, Alberto nhiệt thành nghiên cứu khoa học và trở thành tu sĩ thánh thiện, nhà tư tưởng lớn, giáo sư siêu việt, nhà sưu tầm bách khoa tài ba. Ngài có hiểu biết uyên bác đặc biệt như một số nhà tri thức lớn thời Trung Cổ, luôn luôn tìm gia tăng những hiểu biết. Alberto rảo qua khắp nước Đức, thu thập những ý niệm về các loại súc vật, cây cỏ. Trước những tác phẩm về khoa học tự nhiên, Ngài đã quan tâm tới các lý thuyết của Aristotle và tìm cách Kitô hóa các lý thuyết đó. Ngài lần lượt dạy học tại Cologne, Brisbane, Ristabone, Strasbourg. Ngài có ảnh hưởng trọng yếu tới người học trò thiên phú Thomas Aquino. Đối với những người gọi người học trò này là bò câm, Ngài tuyên báo rằng tiếng rống của con bò này sẽ vang dội khắp nơi. Khoảng năm 1240, Ngài tới Paris để giữ ghế giáo sư tại đây. Các lớp học quá nhỏ, không đủ dung nạp các thính giả của Ngài. Ngài phải dạy học tại công trường, nay vẫn còn giữ tên Ngài, công trường Maubert hay Alberto cả. Lời Ngài có uy tín đến nỗi chấm dứt cuộc tranh luận chỉ cần nói: "Thầy Alberto đã nói vậy." Tài năng của Ngài lan rộng tại Đại học Paris, đại học danh tiếng nhất thế giới. Ngài trú ngụ tại nhà dòng Thánh Giacobbe, viết nhiều tác phẩm về đề tài khác nhau: thần học, toán học, luân lý, chính trị, triết học, hình học, địa chất học. Người ta kể rằng ngày kia có một thầy dòng Đa Minh vô danh đến trước mặt Thánh Alberto, tội nghiệp cho sự lao lực của Ngài và khuyên Ngài nghỉ ngơi, lo lắng tới sức khỏe. Đây lại chẳng phải là một thần dữ mặc lốt thầy dòng sao? Để trả lời, Thánh Alberto làm dấu thánh giá, thế là hết các cám dỗ, Satan trốn mất. Vua Thánh Louis tỏ tình nghĩa với thầy vào thời gian này và trao cho Ngài nhiều kỷ vật quý báu trước khi Ngài về Đức. Bởi vì Thánh Alberto được đặt làm giáo mục tỉnh, vân lệnh Đức Giáo Hoàng, Ngài giả từ căn phòng, sách vở, học trò.
suốt 3 năm ngày đi bộ, không tiền của, ăn xin để thăm các nhà dòng và lập nhiều nhà mới. Roma kêu mời ngài để làm sáng tỏ cuộc tranh luận giữa các giáo sĩ. Umberto được một thời an bình trong dòng để dạy học và viết lại những quan sát, suy tư của mình. Nhưng Đức Giáo Hoàng buộc ngài nhận chức giáo mục Vittatone, một trách nhiệm nặng nề. Trong trung tâm giàu có phồn thịnh này, người ta kể lại rằng Đức Giáo Mục không có lấy một đồng tiền trong két, một giọt rượu trong hầm, một nhúm bột trong vựa. Dầu vậy, Thánh Umberto vẫn trả hết nợ và xây dựng một nhà tình thương. Khi đã hoàn thành công cuộc hết sức có thể, ngài xin từ chức để trở lại đời sống như một tu sĩ đơn giản. Năm 1623, theo lệnh Đức Giáo Hoàng, ngài đi kêu gọi những binh sĩ trong miền quê nước Đức. Một năm sau, Giáo Hoàng qua đời và ngài ngừng công việc lại. Thánh Umberto thấy một lần nữa được hồi tâm, ngài lui về tu viện Strasbourg và đắm mình trong cuộc nghiên cứu, chỉnh đi chỉnh lại những cuộc tranh luận. Một lần nữa lại rảo qua các đô thị lớn của nước Đức, ngài thánh hiến các thánh đường, truyền chức cho các giáo sĩ. Năm 1270, ngài dạy học tại Cologne. Ở công đồng Lyon, ngài binh vực Rodolphe, miền Hassau. 7 năm sau, tức năm 1277, dầu đã già nhưng ngài buộc phải đi Paris để binh vực cho giáo thuyết của học trò mình là Thomas Aquino. Umberto hoàn toàn già nua, ngài đã chọn cho mình một phần mộ trong dòng và mỗi ngày đến đọc kinh nhật tụng cầu cho kẻ chết để cầu cho chính mình. Dần dần ngài đâm ra lú lẫn. Một du khách đến hỏi thăm ngài, ngài trả lời chắc nịch: Umberto không còn ở đây nữa. Ngài qua đời êm ái tại phòng riêng năm 1280, giữa các anh em quỳ đầy chung quanh. Ngài được Đức Pio thứ 11 phong làm tiến sĩ hội thánh vào ngày 16 tháng 12 năm 1931. Trích theo vết chân người của linh mục Phaolô Phạm Quốc Túy.